tập 35. A Thủy, cậu về trước đi, lát nữa tôi sẽ về. Được, vậy chị cẩn thận nhé. Tạm biệt. Sao nào, đi chúc mừng chứ? Tới quán bar của tôi uống một ly đi. Em phải về công ty đây. Công ty còn nhiều việc để em xử lý. Anh không đi với tụi em sao? Công ty thực sự rất nhiều việc. Em cũng uống ít ít thôi. Xài hỏa, chị canh chừng quả giúp em. Được, yên tâm đi. Về tới nhà nhớ gọi điện cho anh. Vậy thì tạm biệt. Tạm biệt. Nhớ gọi điện cho em đó. Cậu có muốn tới công ty tôi ngồi chút không? Thôi, lần này em tìm Mã Cang là gì nhất nhất. Tôi biết, vẫn là câu nói đó. Dù nhất nhất giờ đang yêu ai thì cô ấy cũng sẽ chỉ kết hôn với em. Chuyện của ông ngoại em cuối cùng cũng có kết quả rồi. Chúng ta cũng coi như là trừ hại được rồi. Lần này rất cảm ơn chị. Nào, không cần phải khách sáo với chị. Chị muốn phỏng vấn em một chút. Em đó, giành được sự quan tâm của hai anh đẹp trai, phát biểu cảm nghĩ thế nào? Một trong số chị nói là Lý Mặc. Đối với em mà nói, anh ta là gánh nặng, phiền toái. Phiền toái à? Ngọt ngào lắm nhỉ. Chị nghe nói gia cảnh nhà cậu ta cũng tốt lắm. Có phải nhiều cô gái theo đuổi anh ta lắm không? Làm sao em biết? Dù sao thì có Nhược Thủy Tam Thiên thì em cũng chỉ có một người thôi. Hậu cung à, em chỉ cần một hùng đáng là đủ rồi. Còn hùng đáng nữa. Nhưng mà tiếc là anh ấy là một khúc gỗ, ngốc lắm. Cậu ấy mà ngốc sao? Lần trước chuyện nhà vệ sinh nam đó, nếu cậu ta là gốc thì chẳng có ai thông minh bằng đâu. Hay lắm. Được rồi, uống đi. Alo, anh đang làm gì vậy? Anh đang đối chiếu sổ sách hôm nay. Vừa nãy anh cũng tính gọi điện thoại cho em đó. Trùng hợp quá. Đây gọi là tâm linh tương thông trong truyền thuyết sao? Tất nhiên rồi. Vậy anh đoán thử xem em vừa mới nghĩ gì? Nghĩ về anh đó. Ảo tưởng. Với IQ của anh, em nghĩ nên nói thẳng cho anh biết thì hơn. Em đang nghĩ chúng ta một lúc tiêu diệt cả hai tên khốn nạn Mã Cang và Quách Lượng, có phải chúng ta nên dẫn ông ngoại ra ngoài chúc mừng một chút không? Được đó. Hơn nữa ông ngoại lâu lắm rồi chưa ra ngoài chơi đúng không? Chị muốn khi nào đi? Chọn ngày chỉ bằng đúng thời điểm, ngày mai đi. Vậy được, ngày mai chúng ta gặp nhé. Sao trong nhà không có ai hết vậy? Chào Di. Chào cậu. Dì có biết Nhất Nhất đi đâu không? Gọi điện thoại cho cô ấy mà không ai nghe máy. Trong nhà cũng không có ai, cháu rất lo. Nhất Nhất bảo con bé dẫn ông ngoại đi ngoại ô chơi rồi. Ngoại ô? Nhất Nhất sao có thể một mình dẫn ông ngoại ra tận ngoại ô chứ? Lẽ nào là đi cùng Hùng Đáng? Có thể. Con bé không nói với tôi. Dì có thể nói cho cháu biết họ đi đâu không? Dì à, cháu biết dì tốt với cháu nhất mà. Tôi tốt với cậu. Chuyện tình cảm tốt nhất hai đứa tự mình giải quyết đi. Dù sao hai đứa cũng là điều trưởng thành hết rồi. Còn chuyện gì khác nữa không?
phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Hello. Xin chào. Cơn gió nào đem tới đây vậy? Em muốn cảm ơn chị lần trước đã cùng em uống rượu giải sầu. Vậy thế đặc biệt tới đây tặng món quà này. Có quà nữa sao? Chị mở ra xem thử đi. Đẹp đó. Thích không? Thích chứ. Em cũng rất biết chọn quà đấy nhỉ. Đây đừng nói là quà hối lộ đó chứ. Quà hối lộ? Chị nói thế là sao? Lần trước em không phải uống rượu, uống quá chén đó sao? Còn nói những điều không nên nói, bị chị nghe hết. Không có chuyện đó đâu. Em chỉ đơn thuần tới cảm ơn chị thôi. Thật sao? Vậy thì chị nhận nhé. Không phải, mà là chị nói với em, em đã nghĩ thông suốt hết chưa? Trong lòng có còn sự đố kỵ nữa không? Tất nhiên là không rồi. Em đâu có hẹp hòi như vậy đâu. Vậy thì tốt. Thật đó, đẹp lắm. Nghe điện thoại đi. Alo. Em muốn mời tôi đi ăn trưa. Không phải, tôi đi cũng được thôi. Nhưng anh cũng phải cho tôi một lý do chứ. Tôi nghĩ chị ấy đã biết chuyện của anh và Nhất Nhất lúc còn ở Anh rồi. Nhưng đó là tôi của trước đây. Người xưa bảo sau khoảng một thời gian thì sẽ nhìn bằng một con mắt khác. Chuyện đã qua lâu lắm rồi, cũng phải nhìn lại bằng một con mắt khác chứ. Không phải, anh nên nói với chị ấy, chứ nói với tôi làm gì? Cô phải giúp tôi nữa mới có tác dụng chứ. Bây giờ trước mặt chị ấy tôi đang bị âm điểm. Ít nhất cô cũng phải giúp tôi kéo lên không điểm chứ. Đàn ông si tình mặc về với tôi bao giờ? Trên đời này còn có bao nhiêu người đâu? Cô thấy Đào Văn đó. Đào Văn còn có thể từ bỏ, có nghĩa là cô ấy còn bị tôi làm cảm động mà. Tôi thực sự chúc phúc cho Đào Văn. Chua quá. Nếu bây giờ tôi dừng Nhất Nhất lại cho Hùng Đáng thì không phải đẩy cô ấy vào lò lửa sao? Nhất Nhất ngốc, nhưng cô thông minh. Cô tất nhiên hiểu ai là người có thể cho cô ấy cuộc sống tốt hơn mà. Nếu bây giờ tôi nhường Nhất Nhất lại cho Hùng Đáng, cô ấy ở bên anh ta thêm một ngày thì sẽ lãng phí một ngày thanh xuân của cô ấy mà. Dừng lại. Tôi không nghe nổi nữa đâu. Tôn Nguyệt, lần sau thế này thì đừng lo chị đi cùng. Cô suy nghĩ thêm đi. Nếu cô có thể giúp tôi thì tôi chấp nhận đầu tư vào trung tâm dạy múa của cô. Đây là nói đây nhé. Đồng ý nhanh vậy sao? Điều này, phản ứng của anh là sao hả? Hối hận rồi à? Không có. Tôi chỉ không ngờ là cô đồng ý nhanh như vậy thôi. Được được rồi, ăn đi. Tôi làm gì có tâm trạng để ăn uống nữa. Nhất Nhất với ông ngoại bị Hùng Đáng bắt đi rồi. Tôi nói cho anh biết, nếu như thực sự anh không chịu được Nhất Nhất ở bên Hùng Đáng thì có hai cách. Một là làm mối quan hệ của anh với Nhất Nhất gần lại. Hai là làm cho Nhất Nhất và Hùng Đáng xa nhau hơn. Ý này hay. Chị Sài Hóa, đừng thế này mà. Vậy bảo chị phải làm thế nào? Chị nói cho em Tôn Nguyệt, em đáng sợ thật đó. Lực mặt còn nhanh hơn lật sách nữa. Không phải vì sao chứ, vì tiền sao? Tiền chỉ là phần nguyên nhân. Thẳng thắn quá nhỉ. Em là người như thế mà. Em dám làm thì sẽ dám nhận. Khi trải qua nhiều chuyện với Triệu Thụ, em càng hiểu rõ hơn sự nghiệp quan trọng với em tới mức nào. Chị nói cho em biết, Hùng Đáng là em trai của chị, Dương Nhất Nhất là em gái của chị. Hôm nay ai dám giở trò với hai người đó thì tức là giở trò với chị. Chị thực sự cảm thấy Nhất Nhất quen Hùng Đáng thực sự thích hợp sao? Em cũng là không ưa Hùng Đáng thôi chứ gì. Em chỉ cảm thấy hai người họ giống chị không phải là cùng chung một thế giới. Chị với em là người chung một thế giới sao? Mời em đi. Chị nói cho em biết, em bây giờ đi ngay đi. Đừng để tới lúc không nhìn mặt nhau được nữa. Sau này chúng ta coi như không quen biết. Chị Sài Hỏa, ai cũng có quyền lựa chọn cả. Vì sao chị có thể giúp Hùng Đáng mà lại không thể giúp Lý Mặt? Chị dám chắc chắn Hùng Đáng sẽ mang lại hạnh phúc cho Nhất Nhất. Còn Lý Mặt thì không sao?
Được, vậy em hỏi chị, nếu như Đại Xuân kết hôn với Triệu Thụ thì chị nghĩ chị ấy sẽ hạnh phúc sao? Đây là hai chuyện khác nhau. Sao là hai chuyện khác nhau? Trong tình yêu, điều quan trọng nhất là môn đăng hộ đối. Em thấy nhất nhất về lý mặt mới môn đăng hộ đối. Môn đăng hộ đối cái gì chứ? Sao em có thể biết Hùng Đáng không thể một bước lên mây? Dù có một bước lên mây thì đã sao? Nhất nhất và Hùng Đáng cuộc sống từ nhỏ khác nhau, cuộc sống sau này cũng khác nhau, học lực kinh nghiệm hoàn toàn khác nhau. Chị cảm thấy hai người như vậy ở bên nhau có hạnh phúc sao? Được, dù cho bây giờ có hạnh phúc thì cũng là sự mới mẻ nhất thời. Chị Sài Hỏa, hôm nay em đưa chị đi cùng là vì em xem chị như chị em tốt của mình. Em muốn nói cái gì? Em và Nhất Nhất quen nhau mười mấy năm rồi. Em thừa nhận giữa chúng em có những mâu thuẫn cãi giả. Phụ nữ thì dễ ích kỷ, nhưng em thực sự xem cô ấy là bạn tốt nhất của mình. Chúng em là người thân của nhau, từng là vậy, bây giờ cũng vậy, và tương lai cũng như vậy. Em hy vọng cô ấy hạnh phúc hơn bất kỳ ai. Em cũng chỉ muốn cô ấy có thêm một cơ hội để lựa chọn thôi. Chỉ là vừa hay cơ hội này có thể giúp em nữa. Em là người làm ăn, chị cũng vậy. Chúng ta hiểu được cân đo lợi ích, không phải sao? Nếu hai người thực sự muốn ở bên nhau thì không ai cản được. Nếu hai người đó có duyên nhưng không có phận thì ai cũng không giúp được. Vì thế em cảm thấy hai chúng ta được can thiệp vào chuyện đó. Nói không chừng Hùng Đáng và Lý Mặt đều không phải là lựa chọn cuối cùng của Nhất Nhất đó. Cô Dương, sáng sớm ra đã trốn việc hả? Cô Dương, tôi là người phụ trách của một phần chuyện phát nhanh Thế Mỹ Lý Mặt. Tôi muốn xin cô vài phút để bàn về công việc được chứ? Tôi không rảnh diễn kịch với anh, đi làm đây. Để anh đưa em đi làm, vừa đi vừa bàn cũng được. Anh đã xin Tôn Nguyệt đến muộn 30 phút thay em rồi. Đến Tôn Nguyệt mà anh cũng mua chuột rồi à? Tất nhiên là không mua nổi rồi. Anh chỉ nói với cô ấy là việc có tác dụng tốt cho việc quảng bá trung tâm dạy múa của em. Vì vậy cô ấy tất nhiên sẽ đồng ý rồi. Thực sự là chuyện công việc mà. Nhanh đi thôi, nếu không sẽ trễ giờ đó. Phỏng vấn trực tiếp sao? Đúng vậy, hiệu quả của bài quảng cáo lần trước rất tốt. Nếu Thế Mỹ bọn anh muốn thừa thắng xông lên, đừng để công ty đang tuyên truyền cho văn hóa thương hiệu doanh nghiệp. Phỏng vấn trực tiếp lần này là cơ hội quảng bá rất tốt. Vì vậy hy vọng em có thể tham gia. Đây là chuyện công việc mà anh nói sao? Tôi đâu có phải là người giao hàng thì liên quan gì tới tôi? Thứ nhất, chị Hoàng và dì Du vì là quản lý cấp cao của công ty chuyển phát, em chắc chắn hiểu được nội bộ chuyển phát hơn anh. Hơn nữa những người giao hàng em tiếp xúc cũng nhiều hơn. Thứ hai, chuyện của Tiểu Tiết và Lão Mã điều có liên quan tới bộ phận chuyển phát nhanh, cũng liên quan tới em. Hơn nữa chuyện này cho thấy em rất có duyên, xuất hiện trước công chúng. Nghe anh nói hình như tôi là người sao tác vậy. Tôi nói cho anh biết, tôi ghét nhất chính là sao tác. Biết rồi, biết rồi. Anh nói tiếp nhé. Thứ ba, dù cho không có chuyện gì ở Tiểu Tiết và Lão Mã thì cô Dương Nhất Nhất ở chỗ bọn anh cũng là người nổi tiếng rồi. Thế Mỹ rất muốn mượn chút danh tiếng của em. Người nổi tiếng như tôi thì anh không mua nổi đâu. Tôi nói cho anh nghe, có cho tôi bao nhiêu tiền tôi cũng không đi đâu. Vì sao? Bởi vì lần trước chụp ảnh quảng cáo với anh là vì tôi có lý do của mình. Bây giờ lý do đó đã không còn nữa thì tôi sẽ tuyệt đối không bước vào Dũng Bùng Lầy đâu, hiểu chứ? Sao em lại nghĩ đây là Dũng Bùng Lầy chứ? Được rồi, nói ngắn gọn là nếu tôi tham gia phỏng vấn cùng anh thì bạn trai của tôi sẽ không vui. Vậy nếu Hùng Đáng đồng ý để em cùng tham gia phỏng vấn cùng anh thì sao? Được. Vậy anh bảo Hùng Đáng tự nói với tôi đi. Được. Mời vào. Du Tổng, dì rảnh chứ? Cháu có chuyện muốn nói. Mời ngồi. Cậu còn gọi tôi là Du Tổng nữa. Nghe tôi cũng thấy không thoải mái. Là điều đáng phải làm, cháu là hậu bối mà. Có chuyện gì sao? Đều là người một nhà cả, nên cháu không vòng vo nữa. Công ty sắp nhận phỏng vấn của đài truyền hình, chuyện này chắc gì cũng biết. Biết chứ. Cậu muốn Nhất Nhất tới nữa đúng không? Đúng, Nhất Nhất đồng ý rồi. Nhưng cô ấy có một điều kiện, là Hùng Đáng phải đích thân nói với cô ấy. Hùng Đáng đích thân nói sao? Vì sao vậy? Vì Hùng Đáng và Nhất Nhất đang quen nhau.
Cái gì? Chuyện lớn như vậy sao tôi không biết gì cả? Bây giờ thì dì biết cũng không muộn. Sao lại không? Chết ấy chứ. Vì vậy, dì hãy giúp cháu một chuyện. Dì hãy làm công tác tư tưởng cho Nhất Nhất. Vì công hay tư, thì chuyện này đều có lợi. Dì nghĩ sao? Tôi biết rồi. Được, dì cháu đi trước nhé. Được. Không đáng phải không? Là tôi, Du Thiến. Cậu có thời gian chứ? Gặp nhau nói chuyện chút đi. Vì muốn cháu khuyên Dương Nhất Nhất tham gia phỏng vấn truyền hình với Lý Mặt sao? Cậu là bạn trai của Nhất Nhất. Tôi không tìm cậu thì tìm ai bây giờ? Thực ra chuyện này đối với Thế Mỹ vốn không quan trọng. Dù có đủ khách mời nữ cũng không sao cả. Nhưng tôi là nghĩ cho Nhất Nhất. Tôi thấy chuyện này đối với Nhất Nhất là một cơ hội rất tốt. Cậu có biết, lần trước con bé rút khỏi cuộc thi đã chịu rất nhiều chỉ trích. Theo tôi biết thì ảnh hưởng đến danh tiếng trung tâm dạy múa. Đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hết. Tôi biết điều cậu quan tâm ở đây là Lý Mặt. Nhưng cậu cũng nên có lòng tin ở Nhất Nhất chứ. Và càng phải có lòng tin vào bản thân cậu. Được, cháu sẽ thử xem sao. Tốt quá, cảm ơn cậu. Còn nữa, chuyện tôi tới tìm cậu, hy vọng chỉ có hai chúng ta biết. Cậu hiểu ý tôi chứ? Dì yên tâm. Tạm biệt cô, tạm biệt cô Dương. Ngày mai gặp lại. Tạm biệt cô Dương. Cô Dương, bọn em biết một quán lẩu nổi tiếng. Cô đi cùng bọn em đi. Đúng vậy, cô Dương đi cùng đi. Tôi không đi đâu, các bạn đi đi. Cô Dương, đợi đến bao giờ cô rảnh? Chúng em đi đi. Được, không vấn đề. Vậy cô mời nhé. Được. Đi thôi, nhanh đi đi. Tạm biệt cô, tạm biệt, tạm biệt. Đi đường cẩn thận nhé. Tạm biệt, tạm biệt. Alo. Sao anh biết em vừa hết tiết dạy vậy? Còn canh giờ chuẩn thế này. Nhất Nhất, dạo này tình hình dạy của em thế nào? Ổn chứ. Sao vậy, muốn đưa em đi chơi à? Nếu anh định dẫn em đi chơi thì em có thể lùi hết lịch lại. Đi du lịch thì dễ rồi. Để anh sắp xếp công việc hết khoảng thời gian này đi. Đúng rồi, trung tâm dạy múa của em bây giờ vẫn ổn chứ? Sao vậy? Sao anh lại hỏi kỳ lạ như vậy? Có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng đi. Còn vòng vo nữa. Không phải, anh đâu có vòng vo gì. Chỉ là anh cảm thấy bây giờ là lúc em đang có tiếng, nên mới nghĩ không biết em có suy nghĩ về chuyện phát triển sự nghiệp múa của bản thân hay không. Ví dụ như tăng độ nổi tiếng của em. Anh thấy các ngôi sao của ngành giải trí đều làm như vậy hết. Có phải Lý Mặt nói ra chuyện phỏng vấn không? Cái người này sao lại thế chứ? Em đi tìm anh ta. Em tìm cậu ta làm gì? Em cũng phải nghĩ, nếu cậu ta tìm anh thì chắc gì anh đồng ý đâu. Không phải anh sợ anh không vui đó sao? Làm sao em có thể đồng ý được chứ? Sao tự nhiên anh lại đi kiếm chuyện cho mình chứ? Anh là không muốn gì anh. Là bạn trai của em lại càng ngày càng hẹp hòi hơn. Sao lại gọi là hẹp hòi chứ? Tình cảm giống vậy ích kỷ thế mà. Không lẽ em lại để hai người cạnh tranh công bằng, rồi ai thắng thì em theo người đó? Anh coi em là loại người gì chứ? Được rồi, được rồi. Sao nói chuyện một lúc làm lại nổi nóng vậy? Mấy thứ linh tinh toàn là em tự nói đó. Anh đâu có nói gì đâu. Không phải là anh có ý đó sao? Anh có gì đâu. Anh để em đi. Không phải là gì anh tin tưởng em sao? Sao? Lẽ nào anh không nên tin em mà? Được, anh tin tưởng, anh rộng lượng. Em đi. Lại cãi nhau với Hùng Đáng à? Mình thấy điện thoại hư rồi cũng tốt, không cần phải gọi điện. Cậu với mình vẫn nên đi mua cái mới thì hơn. Không có điện thoại bất tiện lắm. Không mua, vì sao? Không mua là không, làm gì có lý do gì? Cậu đợi Hùng Đáng mua cái mới mang tới đây à? Ai thèm cái mới chứ?
Mình mà cần gọi điện thì dùng của cậu là được rồi mà. Sao cậu lại dùng điện thoại của mình? Điện thoại sao có thể dùng chung được? Mình chỉ nói vậy. Cậu có cần kích động vậy không? Ý của mình là điện thoại dù cũng là vật chứa đựng nhiều riêng tư, ai dùng của người nấy không phải tốt hơn sao? Cậu giấu cái gì ở trong đó? Giấu cái gì? Mình thấy cậu nên nhanh chóng suy nghĩ kiểu của cậu với Hùng Đáng nhà cậu đi. Nếu không thì để mình giúp cậu tìm anh ta nói chuyện. Cậu biết gì đâu mà nói. Nói gì chứ? Điện thoại của Dương Nhất Nhất hư rồi. Cơ hội của anh tới rồi đó. Cô Dương, cô có chuyện phát nhanh. Cảm ơn, không có gì. Alo, Nhất Nhất. Con người anh mặc dù không biết nói ngọt, nhưng mà tai cũng nhanh quá đó nhỉ. Em nói gì là sao? Diễn đi, anh diễn nữa đi. Anh thực sự không biết em đang nói cái gì. Không phải, vì điện thoại không phải là anh gửi. Còn tặng một chiếc y đúc vậy, chẳng có chút nào giả tạo cả. Điện thoại gì? Anh không biết. Anh bận từ sáng đến giờ. Không phải, vậy không phải anh tặng à? Vậy thì có ai chứ? Lẽ nào là Lý Mặc? Anh ta làm sao biết được điện thoại mình bị hư? Alo Nhất Nhất, cái gì mà Lý Mặc tặng? Alo, có phải em lại đem chuyện chúng ta cãi nhau nói cho cả thế giới biết không? Em không có, em không có nói với ai cả. Không phải, đáng ra anh nên tặng em điện thoại mới mới đúng. Điện thoại em hư là tại anh mà. Được được rồi, anh không tỉ mỉ như cậu ta, được chứ? Anh cũng không chu đáo như cậu ta. Sao anh lại không nói lý lẽ gì hết vậy? Nhất Nhất, tan làm rồi đi ăn thôi. Không đi. Hùng Đáng thối tha, cũng không biết gọi cho mình một cuộc điện thoại, đến giờ còn không chịu gọi. Vẫn cãi nhau à? Có chuyện gì đâu mà cậu nói rõ là được mà. Mình muốn nói rõ với anh ấy lắm chứ. Nhưng mà anh ấy không gọi cho mình thì phải làm sao đây? Chiến tranh lạnh à? Mình nói cho cậu nghe, trong tình cảm không sợ cãi nhau to, chỉ sợ chiến tranh lạnh. Cậu dọ mình à? Mình nói thật thì cậu lại không vui. Mình bảo chuyện tình cảm là không thấy cũng không cầm nắm được. Mình nghĩ cậu nên quan tâm về bản thân nhiều hơn. Không phải cậu vẫn luôn muốn trở thành một nhà nghệ sĩ múa sao? Vì vậy cậu cứ tham gia phỏng vấn với Lý Mặc đi. Cơ hội tốt biết mấy mà. Điều mấu chốt là sáng nay mình nói với Hùng Đáng như vậy rồi. Mình cũng nói là mình sẽ đi. Giờ mà mình không đi thì mất mặt lắm. Vậy mình coi như cậu đồng ý rồi đó. Cậu nghĩ đi. Chuyện này không chỉ tốt cho cậu mà tốt cho cả trung tâm của chúng ta. Cứ quyết định vậy đi. Mình nói với Lý Mặc. Mình phát hiện ra dạo này cậu quan hệ với Lý Mặc cũng tốt quá đó. Thân thiết quá nhỉ. Mình cảm thấy chiếc điện thoại này là Lý Mặc gửi tới. Nếu không thì cũng không có ai khác cả. Có phải cậu nói cho anh ta biết không? Đúng vậy.
Không phải, cậu làm vậy là sao? Cậu vừa ủng hộ mình với Hùng Đáng quen nhau, giờ lại giúp Lý Mặc. Cậu rốt cuộc định làm gì vậy? Đó là kế, kích tướng. Cậu tốt với Hùng Đáng quá, nên anh ta không có cảm giác bị uy hiếp chút nào. Không có cảm giác bị uy hiếp thì sẽ không biết trân trọng. Chuyện tình cảm mình có thể tự giải quyết. Không phải mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi sao? Chị cố vấn truyền hình, anh nói với em suy nghĩ thế nào rồi? Trả cho anh. Tôi mua cái mới rồi. Quà tặng đi rồi, làm gì có chuyện lấy lại chứ? Không công thì không nhận thưởng. Đúng rồi, vừa hay báo cho anh, chuyện phỏng vấn thì tôi đồng ý. Thật sao? Đừng có vui quá. Tôi đồng ý không phải là vì nể mặt anh, mà là nể mặt bạn trai tôi. Hùng Đáng bảo tôi đi nên tôi mới đi. Chủ đề hôm nay của chúng ta là những câu chuyện đầy thú vị và khó khăn mà ở đây viết đằng sau nghề chuyển phát. Hai vị khách mời của chúng ta hôm nay, một người là đứng đầu của ngành chuyển phát, là một người phụ trách bộ phận chuyển phát tốc độ nhanh của Thế Mỹ, Lý Mặc, và một chủ công xinh đẹp, cô Dương Nhất Nhất. Tôi tin tất cả mọi người đều đã biết hai người này. Chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay đồng nhiệt để chào đón họ nhé. Sau đây mời anh Lý Mặc cùng tiết lộ một chút về ngành vận chuyển phát nhanh trong mắt anh ấy. Được. Có rất nhiều người nghĩ nghề chuyển phát là nghề chạy giặt, giao hàng đơn giản. Nhưng trong mắt tôi thấy nghề này giống như tiêu cục của thời cổ đại. Chúng tôi nhận tiền của mọi người, dùng cách nhanh nhất và an toàn nhất, giao hàng tới tay người nhận. Hơn nữa có lúc tôi cảm thấy, vì có sự tồn tại của chúng tôi, thế giới này có thể trở nên có chút gì đó khác lạ. Tôi rất yêu công việc của mình. Tôi cũng hy vọng sau này tôi có thể bỏ ra thêm càng nhiều sức lực và thời gian để phục vụ mọi người. Đây không phải là lời thoại của Hùng Đáng sao? Bự dụng thôi cũng không được sao? Vậy cô Nhất Nhất, tôi nghe nói bạn trai của cô là một nhân viên chuyển phát. Vậy cô có câu chuyện gì thú vị muốn chia sẻ với mọi người không? Theo tôi thấy, sự nhân viên chuyển phát bây giờ với tiêu khách thời cổ đại là như nhau. Họ đều mang một thứ gì đó, giao từ một người nào đó tới một nơi khác, một cách an toàn và đúng hạn. Tất nhiên, người làm ngành này cũng cực kỳ bận. Tôi cực kỳ đồng cảm. Anh ấy rất ít khi có thời gian hẹn hò cùng tôi, nhưng tôi ủng hộ anh ấy. Bởi vì tôi thấy anh ấy như vậy rất ngầu, rất đẹp trai. Tôi tin có một cô bạn gái vừa hiểu chuyện, vừa biết quan tâm như cô, thì bạn trai cô nhất định rất tự tin. Vậy, cho phép tôi thay mặt các khán giả tại đây hỏi cô một câu được không? Được chứ. Nhân viên chuyển phát mà cô vừa nhắc tới, có phải là anh Lý Mặc đang ngồi cạnh cô không? Tất nhiên, thực ra tôi và cô Dương Nhất Nhất từng yêu nhau. Chỉ là trước đây tôi vô dự nên đã xảy ra một số chuyện không vui nên mới đánh mất cô ấy. Nhưng trong mắt tôi, cô ấy vẫn luôn là thiên sứ tuyệt vời nhất. Anh Lý Mặc đã dũng cảm thừa nhận lỗi lầm của mình rồi. Vậy cô Nhất Nhất, có phải cô nên tha thứ cho anh ấy không? Không có gì đáng tha thứ cả. Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường mà. Bạn bè bình thường. Chắc là anh Lý Mặc vẫn luôn không quên được cô nhỉ. Tôi đã có bạn trai. Chính là vị tiêu khách lúc nãy tôi vừa nhắc tới. Anh ấy cũng là một nhân viên chuyển phát. Chúng tôi rất yêu nhau. Hy vọng có thể nhận được sự chúc phúc của mọi người. Cảm ơn. Anh ơi, anh nhìn chị dâu nè. Nhìn gì chứ? Cậu nhìn vẻ mặt của anh Nhất đi. Nhìn là biết Lý Mặc đi cướp Dương Nhất Nhất rồi. Anh tuyệt đối đừng để bụng, đừng nóng nảy. Đây chắc chắn là đài truyền hình vì muốn tăng tỷ suất người xem nên mới làm vậy. Được rồi hai cậu, tôi giận gì đâu. Để tôi khuyên Dương Nhất Nhất đi. Được rồi, rút lui.
Thì Liễu Tuế à, tạm biệt. Thầy Liễu, sao rồi, vẫn ổn chứ? Vẫn ổn thôi. Tôi tới thăm cô, thăm người nổi tiếng của giới múa chúng ta. Mẹ thăm con à? Cô và Lý Mập lúc này trở thành người nổi tiếng rồi, tỷ lệ người xem cao nhất. Thầy Liễu tới đây để đả kích tôi à? Tôi không phải đả kích cô. Nhất Nhất, cô việc gì phải rút khỏi cuộc thi chứ? Không cần nói về kỹ thuật của cô, chỉ riêng cảm nhận về nghệ thuật múa, sự hiểu biết về âm nhạc. Dù cho Lý Mặc có vợ trò thì quán quân cũng vẫn là cô mà. Nếu không thuần khiết thì tôi có lấy được cũng không có ý nghĩa gì. Có điều tôi vẫn không hiểu, vì quán quân không có được thì thôi, cô việc gì phải từ chối hết tất cả buổi diễn khác chứ? Biểu diễn. Vì sao cô lại từ chối lời mời của những nơi khác? Sao cậu lại biết? Đừng hỏi vì sao mình biết. Trả lời mình đi. Lúc đó cậu vừa rút khỏi cuộc thi, đang bị chỉ trích, nên mình thấy dù cậu tham gia cái gì cũng sẽ bị người ta chỉ trích, nên mình mới từ chối thay cậu. Mình cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi. Hơn nữa việc cũng qua rồi, cậu giận thế này thì được gì đâu. Điều mình giận nhất là cậu biết mọi thứ nhưng lại không nói với mình. Mình ghét nhất bị người khác lừa dối. Nhất Nhất, mình biết lỗi rồi, đừng giận nữa. Bỏ đi. Mình không hy vọng sẽ có lần sau. Đây, whisky. Chị lấy gì? Whisky. Whisky. Là whisky nào? Bia cũng được. Bia. Bia cũng có rất nhiều loại. Bà chủ, chị muốn uống loại nào? Chai kia. Chai kia với một cái ly. Nhân viên năm mấy rồi? Năm hai. Năm hai à? Tôi hỏi rồi mà. Uống rượu không? Không đâu ạ. Con gái không uống rượu là tốt. Tôi thì không bỏ được. Được rồi, được rồi. Sau này rót rượu whisky cho khách, đừng rót nhiều thế này nhé. Lúc tôi vừa mới tới làm thêm ở quán bar, cũng không biết gì cả. Làm dần dần rồi sẽ quen. Em biết không, biết vì sao tôi rất thích sinh viên các em tới chỗ tôi làm thêm không? Không biết vì sao ạ? Tôi không có đi học. Vì vậy, tôi rất thích làm chung với sinh viên. Vì thế cảm giác bản thân, nói sao vậy? Thăng hoa đó. Như vậy mới thấy bản thân mình có văn hóa lắm chứ. Alo, alo, chị Sài Hảo, có thời gian uống một ly không? Uống đi. Không phải em. Được rồi đó. Sao chị không cho em uống? Thường ngày làm gì em cũng bị Dương Nhất Nhất kiềm hãm. Giờ uống rượu cũng không được uống thoải mái sao? Không phải Dương Nhất Nhất, cô ấy với em hiểu nhầm gì sao? Hiểu lầm. Em nói chị nghe, em lớn lên từ nhỏ với cô ấy, em hiểu cô ấy nhất. Em với cô ấy có thể hiểu lầm sao? Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cô ấy cũng đứng đầu. Vì vậy, cô ấy quen với việc xem người khác như kẻ hầu của mình, quen với việc người khác phải phục vụ, hầu hạ cậu ấy. Nhưng mà em, tôi nguyện em muốn nói cho cậu ấy biết,
Em không phải là người hầu của cậu ấy. Em thề, em không muốn làm người hầu của cậu ấy. Không phải hai người là bạn, như vậy không tốt đâu. Chị nói gì chứ? Hai người là bạn bè, như vậy không tốt đâu. Chị bảo bọn em là bạn bè. Chị đó, chị nên đi hỏi thử Dương Nhất Nhất xem cô ấy có từng xem Tô Nguyệt em là bạn hay chưa. Chị đi hỏi đi. Từ nhỏ tới lớn, cô ấy đã bao giờ xem em là bạn hay chỉ là người hầu của cô ấy? Chị có biết từ nhỏ tới lớn em vẫn luôn hầu hạ cô ấy thế nào không? Em vẫn luôn hầu hạ cho cô ấy, hầu hạ cô ấy. Cô ấy chỉ xem em là người hầu, người hầu thôi. Nào, chị uống với em. Mẹ, con về ăn cơm với mẹ đây. Nhất Nhất về rồi à? Sao anh lại tới đây? Cậu ta cứ nhất quyết đi đợi con, nói nấu cơm cho con, có đuổi cũng không chịu đi. Mẹ muốn đuổi thì làm gì có chuyện đuổi không được. Anh chỉ là đi ngang qua nên ghé thăm gì. Được rồi, người tới nhà đều là khách. Đi đi, khách tập gì ra đưa cho tôi. Hai đứa ngồi nói chuyện đi. Cảm ơn dì. Mẹ, con giúp mẹ nhé. Mẹ, mẹ lại định làm gì thế này? Không phải đã nói với con rõ rồi sao? Mẹ sẽ không quản chuyện của con và Lý Mặc sao? Mẹ không quản, nhưng mẹ cũng không thể nào thực sự đá cậu ta ra được. Mẹ giữ lại đồng nghĩa với việc tha thứ cho anh ta. Cũng không thể nói thế được. Nói sao đây? Lý Mặc cũng lên TV công khai thừa nhận lịch sử xấu xí của cậu ta rồi. Làm như vậy thì phải dũng cảm biết mấy. Mẹ thấy cậu ta có quyết tâm muốn làm lại, nên cảm thấy đứa trẻ này cũng không phải là hoàn toàn xấu xa. Mẹ, được rồi, được rồi, đừng làm phiền mẹ. Mẹ phải nấu cơm. Anh Hùng Đáng, lâu lắm rồi anh chưa tới thăm em đó. Đúng vậy, dạo này anh bận quá. Có phải anh bận xử lý chuyện lên TV lần trước của anh Lý Mặc và chị Nhất Nhất không? Em cũng biết rồi à. Đúng vậy, em xem xong thì phản ứng đầu tiên của em là anh sẽ giận, sẽ nghĩ linh tinh, cho nên em mới tìm anh đây. Không sao, anh vẫn ổn, yên tâm đi. Anh Hùng Đáng, anh nhất định phải tin chị Nhất Nhất. Chị ấy rất nghiêm túc với anh đó. Tiểu Tuyết, sức khỏe của em có phải không được tốt không? Sao thấy mặt em không được tốt cho lắm? Có sao? Chắc là do ánh sáng thôi. Hùng Đáng, tìm tôi có chuyện gì sao? Đi theo tôi. Không phải rốt cuộc cô định làm gì vậy? Dẫn anh đi làm quà với Nhất Nhất. Hai người đều là bạn của tôi. Tôi không thể nào nhìn hai người chiến tranh lạnh mãi như thế này. Hôm nay tôi đặc biệt cho Nhất Nhất về sớm. Anh đi tìm cô ấy nói chuyện đi. Đi nào. Tôi không đi. Anh không đi đúng không? Được, vậy cứ đợi Lý Mặc từ cơ nhảy vào đi. Đợi đã. Cô lấy xe tới không? Nguyệt Nguyệt, Nhất Nhất, anh thề là anh thực sự không biết trên đài truyền hình đã chỉnh sửa như thế. Nếu như anh có gây phiền phức gì cho em thì anh xin lỗi. Anh thực sự phạt ba ly. Định xe rượu lấy xe à?
Em tới là vốn muốn chuộc tội với em nên mới không lấy xe. Tự phạm ba đi đi, chết chịu uống. Thank you.